Ban chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng, trong đó đối tượng cầm đầu là Tạ Văn Hùng, sinh năm 1996, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được là một sổ ghi số lô đề, 12 cáp ghi số đề và 11 điện thoại di động. Để qua mắt lực lượng chức năng trong quá trình giao dịch, các đối tượng đã liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội. Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng dùng để đánh bạc là 500 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Văn Hùng về tội tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề, 7 đối tượng còn lại về tội đánh bạc.